Và sau đây Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả bài thời sự có tựa đề Ai chịu trách nhiệm cho hàng ngàn hecta đất của nhân dân rơi vào tay nhóm lợi ích của chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 3 tháng Giêng 2022. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Ai chịu trách nhiệm cho hàng ngàn hecta đất của nhân dân rơi vào tay nhóm lợi ích của chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc? Chùa Bái Đính của ai? Theo công văn trả lời của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thì thứ nhất, khu núi Chùa Bái Đính thuộc quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử, văn hóa, cố đô, hoa lư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quy định số 82 2003 và quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch Tràng An đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong đó khu vực núi Chùa Bái Đính có diện tích là 1.005,3 hecta. Thứ hai, từ năm 2006 cho đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành chính quyết định thu hồi diện tích gần 520 hecta đất, chiếm 51,5% so với quy hoạch được duyệt. Giao đất cho ba cơ quan gồm Sở Thương mại Du lịch, nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hơn 495 ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính, ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An 18,6 ha để xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính và ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn hơn 4 ha để mở rộng khu dân cư hiện hữu. Thứ ba, việc giao đất cho ba đơn vị như trên để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao để quản lý hay giao đất để sử dụng không thể hiện chế độ sử dụng đất giao có thu tiền hay không thu tiền hay thuê đất không xác định thời hạn sử dụng đất không thể hiện mục đích sử dụng từng loại đất theo quy định của luật đất đai, nên chưa đủ cơ sở để xác định diện tích phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, căn cứ để xác định giá đất. Theo Dân Trí vào ngày 21 tháng 8 năm 2019, từ đó đặt ra câu hỏi hiện nhiên là Chùa Bái Đính của ai? Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình? Của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình? Của Ban Quản lý Danh Thắng Tràng An? Của Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn? của doanh nghiệp Xuân Trường. Rõ ràng theo các quyết định giao đất trên thì cho đến nay trên văn bản pháp lý chưa rõ chùa Bái Đính là của ai. Đến bao giờ thì được giao lại cho nhà nước. Việc không ghi thời hạn giao đất trong quyết định có nghĩa là giao vĩnh viễn. Như vậy, 516 hecta đất, không tính 4 hecta đất giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, từ sở hữu toàn dân đã biến thành sở hữu tư nhân. Trên thực tế là của Xuân Trường thứ hai một sự vô trách nhiệm đến tai họa mặc dù không trực diện nhưng ông bộ trưởng trần hồng hà cũng đã chỉ ra việc giao đất cho ba đơn vị như trên để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng xây dựng khu tâm linh là chưa thể hiện rõ đối tượng được giao đất để quản lý hay giao đất để sử dụng không thể hiện chế độ sử dụng đất giao có thu tiền hay không thu tiền hay thuê đất không xác định thời hạn sử dụng đất không thể hiện mục đích sử dụng từng loạt đất theo quy định của luật đất đai nên chưa đủ cơ sở để xác định diện tích phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất căn cứ để xác định giá đất. Thật là kinh hoàng, giàu đến 516 hecta đất từ năm 2006 đến năm 2012 mà không biết cho quyền quản lý hay là cho sử dụng đất, giao miễn phí hay phải đền bù, cho sử dụng đất miễn phí hay là cho thuê đất giao bao nhiêu năm không xác định, xây xong có thuộc quyền sử dụng của nhà nước sau khi hết thời hạn giao đất hay hết thời hạn thuê đất, không xác định được tiền thuê đất và chưa thu tiền thuê đất. Thứ ba, trách nhiệm thất thoát 520 ha đất thuộc về ai? 520 ha đất không phải là vỏ sò, không phải là chiếc kim, mà là tài nguyên vô giá của tổ tiên và thiên nhiên trao tặng. Vậy mà suốt 13 năm kể từ khi bắt đầu giao đất, nhà nước không thu được một đồng cắt nào từ thuế sử dụng đất lại còn mất bao nhiêu tiền đầu tư cho hạ tầng cơ sở. Thất thoát này rất lớn. Thứ nhất, tội biến 520 hecta đất sở hữu toàn dân thành sở hữu tư nhân thuộc về ai? Trách nhiệm này thuộc về Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Thứ hai, tội không giám sát để mất 520 hecta đất lọt vào tay tư nhân và không thu được thuế đất thuộc về ai. Trách nhiệm này là thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đừng đổ cho các đơn vị được cấp đất mà quy tội đúng cho ai đã cấp đất. Đừng đổ lỗi cho người thực thi, trách nhiệm thuộc về người cao nhất một cách rõ ràng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ 2006 đến 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ 2006 đến 2019. Thứ tư, giao đất chùa Tam Chúc như thế nào cũng theo dân trí vào ngày 20 tháng 8 của năm 2019 thì thứ nhất khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã có quy hoạch tổng thể được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt từ năm 2006 điều chỉnh vào năm 2012 quy mô 5.100 hecta và được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quy định số 526 quy mô 4.000 hecta gồm nhiều khu chức năng trong đó khu văn hóa tâm linh Tam Chúc có diện tích là 1205 hectare. Thứ hai, vào năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc với diện tích trên 2.042 ha. Chủ đầu tư là Sở Thương mại Du lịch. Thứ ba, đến năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện dự án. Thứ tư, vào năm 2006 đến năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành 4 quyết định thu hồi đất và giao cho Sở Thương mại Du lịch để phát triển khu du lịch Tam Trúc với tổng diện tích là 815,1 hecta. Thứ năm, từ năm 2008 cho đến năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành hai quyết định thu hồi đất đã giao và giao toàn bộ diện tích 815,1 ha nói trên cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu du lịch Tam Chúc theo dự án được duyệt. Trong đó, quyết định số 1364 vào ngày 4 tháng 11 của năm 2008 do doanh nghiệp này thuê đất với diện tích hơn 500 ha, thời hạn 50 năm. Quyết định số 1380 vào ngày 9 tháng 11, 2011 giao hơn 300 ha đất, hình thức giao đất để quản lý và đầu tư xây dựng khu du lịch nhưng không yêu cầu phải bàn giao lại cho nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng. Thứ năm, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giao đất chùa Tam Chúc, công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra, thứ nhất, các quy định giao đất của tỉnh còn chưa rõ ràng về nội dung mục đích sử dụng, chỉ thể hiện đầu tư xây dựng du lịch Tam Chúc, không thể hiện loại đất cụ thể theo quy định tại điều 13 của Luật Đất đai. Thứ hai, chưa xác định được mục đích sử dụng đất cụ thể trong từng quyết định do tại thời điểm giao đất chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng là không thống nhất và thiếu cơ sở để tính tiền thuế đất nếu trong phạm vi đất cho thuê có cả các công trình tôn giáo tín ngưỡng và trong phạm vi đất giao quản lý không thu tiền có cả công trình cho mục đích kinh doanh thương mại dân trí ngày 28 tháng 8 năm 2019 thứ 6 chùa tam trúc của ai Thứ nhất, quyết định số 1364 vào ngày 4 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho doanh nghiệp Xuân Trường thuê đất với diện tích hơn 500 ha, thời hạn 50 năm. Thứ hai, quyết định số 1380 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giao hơn 300 ha đất cho doanh nghiệp Xuân Trường để quản lý và đầu tư xây dựng khu du lịch nhưng không yêu cầu phải bàn giao lại cho nhà nước sau khi hoàn thành xây dựng. Như vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã giao 300 hectare đất cho Xuân Trường sở hữu vĩnh viễn. Chùa Tam Chúc và 300 hectare đất trong quyết định số 1380 vào ngày 9 tháng 11-2011 là của Xuân Trường. Thứ bảy, tội của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam và tội của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ nhất đưa 300 hectare đất của nhân dân. Biến thành đất riêng của doanh nghiệp Xuân Trường là tội rất lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Thứ hai, 815,2 ha đất giao cho Xuân Trường từ năm 2006 cho đến nay mà không thu được thuế là tội của cả Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, lẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể là tội của người đứng đầu hai cơ quan này trong suốt thời gian 2006 đến năm 2019. Thứ tám, những kết luận chưa chắc Thứ nhất, việc giao hàng ngàn hecta đất vùng danh lam thắng cảnh quốc gia cho Xuân Trường ở Bái Đính và Tam Chúc để doanh nghiệp này làm giàu đã vạch trần sự lăng loàn coi thường luật pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và sự vô trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ hai, nếu không bị dư luận lên tiếng phản đối thì hàng ngàn hecta đất ở hồ núi cốc Thái Nguyên ở đảo Cái Tráp, Hải Phòng sẽ lại tiếp tục bị Xuân Trường thâu tóm thành của riêng. Thứ ba, khi mà từ ủy ban nhân dân tỉnh cho đến các bộ chung tay nhau biến hàng ngàn hecta đất đai của toàn dân thành của tư nhân một cách ngang nhiên trắng trợn thì đó là sự vô pháp lên ngôi. Thứ tư, tham nhũng của nhóm lợi ích ở chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc là hàng đại tham nhũng và thuộc nhóm cực kỳ nguy hiểm, vì ngoài sự tham nhũng tiền bạc đất đai còn thúc đẩy mê tín dị đoan. Thứ chín, phải truy cứu trách nhiệm Thứ nhất, tội của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam trong việc giao cả ngàn hecta đất cho Xuân Trường là tội rất lớn. Đây không phải là sơ suất mà đây là cố tình. Vì thế không thể không truy cứu trách nhiệm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phải chịu trách nhiệm vì đã buông lỏng quản lý, không giám sát kịp thời để xảy ra việc giao hoang phí cả ngàn hecta đất đai, nơi thiên nhiên thắng cảnh vào tay tư nhân đã không thu được thuế, lại còn phải đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đến cuối cùng tư nhân thu lợi. Đây cũng có sự thông đồng từ Bộ Tài nguyên và Môi trường nên không thể không truy tội. Thứ 10. Giải pháp gốc rễ Thứ nhất, chống tham nhũng là cần thiết, là điều rất đáng hoan nghênh nhưng không phải quyết được gốc rễ vấn đề vì tham nhũng hiện nay là sinh ra từ cơ chế. Hết bọn tham nhũng này lại sẽ sinh ra bọn tham nhũng khác nên không thể bỏ tù hết bọn tham nhũng thứ hai, muốn giải quyết gốc rễ vấn đề thì cần cách mạng cơ chế và sửa đổi điều khoản về sở hữu đất đai toàn dân trong hiến pháp. Thứ, thứ ba, đất đai ngàn đời được bảo vệ là do được truyền chủ sở hữu tư nhân đời này qua đời khác, chứ không ai truyền đời sở hữu toàn dân. Sở hữu toàn dân đồng nghĩa với không ai là chủ, tức là vô chủ. Thứ tư, càng giải quyết sớm vấn đề Sở hữu đất đai bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, nếu không quá trình chiếm đoạt đất đai thành sở hữu tư nhân còn phát triển vũ bão hơn nữa. Kèm theo đó là hàng ngũ dân oan mất đất sẽ tiếp tục nối dài và nguồn tài nguyên quý hiếm của tổ tiên truyền đời sẽ bị phung phí đến màn rợ.